Hello, xin chào tất cả bạn quay trở lại với channel của Mèo Pèo. Thì sau 2 ngày chuyển qua làm nghề phóng viên thì hiện tại là mình đã quay trở lại ở đây anh em ạ. Hiện tại thì mình đang chơi ở server test anh em nhá. Anh em có thể thấy cái chữ server test khá là to ở góc trên bên trái. Thì tại sao mình lại quay trở lại với server này? Thì mình vừa thấy server test vừa update một cái tính năng khá là mới anh em ạ. Chắc là nhiều bạn đã biết cái tính năng khối mô hình PC này rồi đúng không? Đó, chắc là nhiều bạn biết cái khối rồi đúng không? Đó, nhưng mà không nha, sắp tới là sẽ update thêm nhiều cái hay ho hơn anh em ạ. Cái khối này nó không chỉ đơn giản chỉ là tạo sinh vật nữa đâu. Tí nữa mình sẽ trình diễn cho anh em hơi bị kinh luôn. Đây là những cái khối mô hình NPC mình đã từng tạo từ hồi trước rồi này. Bạn nào chưa coi video chế tạo kẻ hủy diệt thì đừng quên coi lại video và đừng quên like cho Mèo Pèo anh em nhá. Ok, trước khi vào video, anh em đừng quên để một like, một share, một comment. Đừng quên nhấn vào cái nút đăng ký và cái chuông đăng ký để có thể nhận được những thông báo mới nhất từ Mèo Pèo anh em nhá. Và bạn nào là fan chân chính của Mèo Pèo và yêu quý Mèo Pèo thì đừng quên comment với hashtag là thăng Mèo Pèo. Đó, comment với hashtag là thăng Mèo Pèo nếu là fan chân chính của Mèo Pèo và yêu quý Mèo Pèo anh em nhá. Ok, thì không lòng vòng nữa thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái tính năng mới vô cùng đặc biệt luôn. Đây, mặc dù chắc là nhiều bạn thấy mình cầm cái này chắc là ủa sổ ôi, thằng này lỗi thời rồi. Thế kỷ bao nhiêu rồi còn review mô hình sinh vật đúng không? Đấy, tôi biết thừa nhiều ông chuẩn bị nhảy vào và rồi ôi cái tính năng mô hình sinh vật này có từ đời nào rồi mà bây giờ vẫn còn review các thứ đúng không? Không, đây nha, đây. Mình sẽ cho các bạn coi cái này hơi bị hay luôn đây. Nó vẫn chỉ là cái mô hình bình thường thôi nhưng mà không nha. Bấm vào này, anh em thấy chưa? Hôm nay nó khác với bình thường. Nó có một cái mũi tên bấm sang phải này, anh thấy không đấy? Sau khi bấm vào cái mô hình này, anh em mình sẽ thấy một điều vô cùng bất ngờ luôn. Này, bấm vào này. Hey! Đó, trời ơi, bốn chân luôn nha. Gắt chưa, ui, cái hình này vui phết anh em, nhìn thú vị phết anh em ạ. Wow, để coi xem là còn cái gì mới nữa không anh em nha. À, bấm tiếp nào, đấy, bấm tiếp, ui, cái gì đấy, hình dạng đơn giản, ui, có một cái hình hộp anh em ạ, trời ơi, có đúng cái đầu người luôn, wow, vậy là update thêm em. Hồi trước mình nhớ là chỉ có này thôi đấy, hồi trước chỉ có hình dạng người thôi, bây giờ có thêm hình dạng bốn chân nha, đó, có thêm hình cái đầu luôn nha, anh em thấy chưa? Gắt chưa, thấy chưa, cứ bảo Mèo Béo xạo đi, thấy chưa, mấy ông nào vừa có ý định chê là Mèo Béo xạo lờ hay các thứ gì nhá, hay kêu là update thông tin muộn hay là review cái này rồi đi review lại, đề nghị xem xét bản thân nhá, đấy, đừng quên like và subscribe cho Mèo Béo nhá, đó, thấy chưa, nhìn không, em nhìn không, cái mô hình con Milu cực kỳ thú vị luôn, đó, nhìn con Milu hay ho phết anh em ạ, wow, Milu bốn chân, một cái đầu hình vuông vuông rồi. Mình chính ra ấy, mình để cái này không có được anh lại, mình chả cần chế tạo đâu. Mình thấy con này quá đủ thú vị rồi, chắc là chả cần phải xây đâu anh em ạ. Ồ, nhìn mặt nó hay phết anh em ạ. Nhìn mặt, mình đúng kiểu cái mình thích cái mặt kiểu này anh em ạ. À, cái mặt kiểu này mình chắc thử này. Ê, đây này. Đấy, đúng y hay cái mặt mình thích luôn ạ. ok. Để tạo thử nào. Wow, ui, anh em ơi, có một điểm mới nhá, mình thấy nhá. Trong cái phiên bản này, mình thấy có một cái điểm mới nhất là khi anh em bấm vào phần đầu, nó sẽ có một dấu chấm ảnh đó. Nó sẽ có một cái dấu chấm đánh dấu phần đầu này, anh em thấy chưa? Đấy, có dấu chấm nhá. Phần thân nó sẽ đánh dấu phần thân này. Đó, thân 2 này, đó, thân 3 này. Thân 3 chỗ nào nhỉ? Thân 3 chỗ nào ấy? Ê. À, thân 3 ở dưới anh em, thân 3 ở dưới này. Ồ. Oh, wow, đây là một điểm khá là mới anh em ạ. Cái này sẽ giúp ích cho anh em là lắp ráp mô hình nó dễ hơn. Đấy. Cái này nó có ghi cái dấu chấm sẵn rồi, mình khi mà mình lắp ráp ấy nó sẽ tiện hơn anh em ạ. Hai tay này, đây là tay trước này. Hai tay dưới này. Tay cuối cùng này anh em nào, đó nó chia từng phần luôn nhá, nó sẽ chấm cho mình coi trước anh em ạ, đó anh thấy không, nó chấm cho mình coi trước luôn, đồ tay phải 3 đâu, 2, 1 đâu, tự ơ à, đây ơ hơ tay trái là ơ à, từ nhá, tay trái bên này ơ à, tay phải là à tay phải bên này, chắc là đúng ra là nó không được thông minh lắm, đúng ra tay phải nó phải chuyển qua bên này nhưng mà nó để phía sau này anh em ạ, hơ thành ra nó cũng không được hay ho lắm, nó không sao, nói chung là có chấm cho mình biết là được rồi anh em ạ. Cẩn thận nhiều, nhìn nhầm bên này là tay phải là chết đấy nhá, bên này là tay phải này, bên này là tay trái nè, ôi xem ra là cũng chưa được nó hay ho lắm nhưng không sao, có dấu chấm là tốt rồi đấy, chân này, chân sau này đấy, chân trước này, nói chung là khá là ok anh em ạ. Ôi không có đuôi à, hơ ê cái phần đuôi làm gì vậy, ơ từ tôi thấy có cái gì đấy nó không đúng anh em ạ. Ờ đây là từ đã thấy cái phần đuôi đâu, đây mình thấy có cái phần đuôi này nhưng mà ở đây lại không có đuôi anh em ạ. À lúc đầu mình cứ nghĩ là thân 3 là đuôi cơ nhưng mà thân 3 là không phải đuôi, thân 3 là ở dưới này. Ờ nhưng theo đấy cái dấu chấm thân 3 ở dưới cơ chứ nó không phải là đuôi. Ơ mình thử tạo nhá, mình sẽ thử tạo cho cái đuôi bằng hình cái xẻng đi. Ờ để coi thử em nào. Bây giờ lại ra cái đuôi này. Ê mặc dù nó chấm ở đây, ờ lạ nhờ, cái này chắc là bản server test anh em ạ, cho nên là còn hơi nhiều lỗi. Ồ nhưng mà không sao, wow
Wow, khá là đẹp luôn các bạn, hay thấy chưa, cái đuôi cái xẻng cực kỳ ngầu luôn nha. Xịn chưa, xịn chưa, xịn chưa. Đấy, thọt ra thọt vào. Hey, cực kỳ thú vị luôn anh em ạ. Hay chưa, hay không, hay không, hay không. Thôi ôi, anh thấy chưa, đây là hình con vật nhá, hình con động vật khá là thú vị anh em ạ. Đó, để mình cho thử cái con động vật này nó di chuyển nào. Ôi, một cái đuôi xẻng luôn này, mình còn chưa lưu mà. Ơ, mình đã lưu đâu mà nó ra đuôi xẻng này. Ơ kìa, ôi ôi, cái nó vẫy cái đuôi cực kỳ thú vị anh em ạ. Wow. Ok, mình sẽ thử tạo bừa ấy, mình ghi là mèo peo không peo. Ok, tạo. Em nó chạy không? Chạy đi mày. Ôi. Chạy được anh em ạ. Wow. Wow, cực kỳ thú vị luôn. Wow, đi di chuyển. Di chuyển thử đi mày. Ê, cái con này nó hơi bị ngáo anh em ạ, nó không di chuyển. Ờ, hình như là cái đuôi nặng quá nó không di chuyển được hay sao ấy. Thế là do cái đuôi bị xẻng nặng quá. Ê, mày di chuyển đi mày. Trời ơi. Trời ơi, tao tạo ra mày. Ơ, nó chạy. Ôi 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 ôi. Ui, những cái bước chân nó chạy cực kỳ ngầu anh em ạ. Ui, anh thấy không? Đấy, những cái khớp chân ấy nó di chuyển cực kỳ chi tiết luôn. Wow, mình thấy tính năng này khá là bom tấn đấy. Sắp tới là update khá là ngon anh em ạ. Ôi, thú vị nha, thú vị nha, thú vị nha. Ok, để coi lại cái phần nữa nào. Mình có cái hình hộp đúng không? Còn cái đây, sẽ so sánh giữa cả ba cái nhá. À, đây là cái hình con người này. Còn đây mình sẽ cho thành cái gì đây? À, hình dạng đơn giản. Oh, nó chỉ có mỗi phần thân thôi anh em ạ. Ui, lạ nhờ. Tại sao chỉ có mỗi phần thân nhỉ? Ơ, tại sao chỉ có mỗi phần thân ta? Ôi, cái này hơi lạ nha, hơi lạ nha. Mình sẽ thử ghép cái đầu vào xem nào. Ghép cái đầu. Ôi, ghép được cái đầu thật anh em ơi. Wow. Ôi, tu. Mình sẽ phóng to cái đầu hết cỡ luôn. Cho nó cao lên một tí. Cho cao lên một tí. Ồ, cho cái đầu bay đúng không nhỉ? Mình sẽ chỉ cho cái đầu bay này. Ồ, bấm tạo. Ghi là mèo peo siêu không peo. Ok, tạo. Wow. Nó ra cái đầu thật anh em ơi. Cực kỳ hay luôn anh em ạ. Ui, nó ra một cái đầu biết bay luôn này. Wow, gắt nha, gắt nha, gắt nha. Ui, mình đang thắc mắc là không biết cái đầu mà nó di chuyển kiểu gì nhở. Ơ, hay chắc mình nghĩ là cái này nó sẽ bay giống như cái người lòng đất ấy nhở. Theo mình đoán là chắc là cái này nó sẽ bay giống như kiểu người lòng đất. Không biết có đúng không nhở. Ui, nó đi bộ kiểu what the hell. Ui, vô lý. Ui, mình sẽ cho nó bay cao hơn một chút để coi chi tiết như nào anh em nhá. Ui, ôi sao lại thế nữa, ôi sao nó bay nó kiểu đi bộ ấy rồi. Hình như là cao hết cỡ rồi anh em, lỡ lật chiều. Ôi, quên mất là lần này cái tính năng này có thêm cái lật chiều ấy. Mình không biết lật chiều là cái gì nữa. Ơ, lật chiều là cái gì vậy? What the hell, lật chiều? Lật chiều là gì nữa? Mình đang thắc mắc cái tính năng lật chiều vậy là lật chiều như nào ta? Ờ, đứng, chạy, ôi, nằm, thổ, ngồi, bơi, tấn công, thổ, chết. Ôi ôi, tạo dáng, vẫn không có bay anh em ạ. Không có bay, không có bay đâu. Ơ, nhưng mà mình đang thắc mắc chưa? Mình đang thắc mắc là không biết cái lật chiều như nào nhở. Ờ, lật chiều sao ta? Chắc là sau này mình sẽ nghiên cứu thêm cái tính năng lật chiều này anh em ạ. Ờ, mình đang thắc mắc không biết cái tính năng lật chiều này là như thế nào. Ok, mình sẽ tạo lại thử này. Ghi là... Ok, hoàn tất. Ờ, ui, nó bay cũng không cao lắm, cái đầu này cũng khá là cách dưới mặt đất khoảng tầm vài phân thôi. Ờ, nhưng mà nói chung là nó vẫn đi bộ bình thường anh em ạ, không được cao lắm đâu. Ôi, bây giờ mình sẽ tạo một cái đầu bản gốc nhá. Mà tạo cái phiên bản gốc đi. Đây, cho anh em dễ dàng theo dõi. Đó. Cho nó cao lên một chút. Ờ, cho nó to lên mà cao lên một chút. Ờ, bấm gì nhỉ? Bấm dấu cộng này. À, không. Đúng rồi. Ơ, chết. À, quên mất. À, mình không thêm mô hình vào thì mình không thể chỉnh được anh em ạ. Thôi kệ đi. Bấm tạo luôn. Ờ, ghi là bờ. Không quan tâm. Đó, ui. Cái đầu cực kỳ nhìn cứ thế nào ấy. Nhìn hơi kinh dị anh em ạ. Wow. Mình thấy nó hơi kinh dị anh em ạ. Kiểu con này bị rớt đầu xuống ấy, em ơi, nhìn sợ. Well ơi, cái này anh em làm game kinh dị kiểu như là quạt cái đầu biết đi ấy, em ơi. Mình thấy nó hơi kinh ấy, em ơi. Ông nào làm kiểu map giải mã kinh dị mà làm kiểu cái đầu bay ấy, em ơi. Mình thấy là ghê phết đấy anh em ạ. Wow, nói chung là hơi bị nguy hiểm đấy. Nói chung anh em đừng có làm map kinh dị quá nhá. Nếu không bị xóa map cả mà bị khóa tài khoản đấy. Vì Mini World ấy, họ yêu cầu là không được làm những con map kiểu như là hơi nặng nề 18 cộng hay 16 cộng quá. Bởi vì game này chủ yếu là những bạn nhỏ chơi khá là nhiều mà, cho nên là cũng không nên làm những cái map kiểu như thế nhá. Đấy, mình biết là khá là nhiều map kiểu phong hướng kinh dị, kiểu máu me các thứ ấy, nó bị xóa rồi. Mình thấy là khá là nguy hiểm đấy anh em ạ. Anh em không nên làm những con map kiểu đấy nhá. Đó, thì đây, hôm nay chủ yếu mình review cho anh em. Đấy, anh thấy không? Đây, sau cái bản cũ ấy chỉ có cái người thôi, bây giờ có thêm động vật này. Đấy, có thêm đầu này. Ồ, mình thấy anh em thấy kinh không? Kinh chưa? Gắt chưa? Đấy, đây là người nhá. Đây là bốn chân nhá. Đó, đây là đầu ấy, hình dạng đầu anh em thấy không? Ồ, ghê nha. Mà mình cũng thắc mắc nhá, mình đang thắc mắc nhá, không hiểu vì sao là Mini World họ cho cái đầu gì nhở. Ờ, mình thấy nó hơi kinh dị anh em ạ. Tự nhiên cái đầu nó rơi xuống đất, mình cảm giác nó cứ ghê ghê của gì ấy. Đó, bạn nào thấy cái hình cái đầu này nó ghê thì đừng quên comment phí một cho mình biết nhá. Mình thấy cái đầu này nó khá là ghê anh em ạ. Theo mình thì mình nói sao nhở,
Mình thấy cái đầu mày nó mình không chắc là mình theo mình biết đi thì kiểu như ý, cái đầu này ý, để các bạn ấy xây kiểu như là xây con gà này, xây con gà này, xây con dango ở đấy, những kiểu những cái con nhân vật kiểu như gà hay dango ấy ấy, thì anh em chỉ cần build cỡ nhỏ không, thôi anh em dán thẳng vào cái đầu luôn thì nó sẽ thành một cái sinh vật luôn, không cần phải ghép chân tay gì cả. Đấy, theo mình biết thì là như thế anh em ạ. Đó, mình nghĩ chức năng chủ yếu là kiểu như thế, để kiểu như xây con gà, xây những con vật nó mini thôi, nó không phải mất thời gian kiểu ghép tay ghép chân ghép đầu ghép thân gì cả, anh em chỉ phải dán thẳng vào cái hình này thôi là xong anh em ạ. Đó, mình nghĩ tính năng là như thế anh em ạ. Đó thì ok, video khá là dài rồi anh em ạ. Đó, anh em nào muốn mình làm chi tiết đó, bạn nào muốn mình làm chi tiết về cái tính năng tạo đây là tạo thú ở mình gọi là tạo thú đi, cả tính năng tạo đầu đi đấy, bạn nào muốn mình làm cái mô hình chi tiết về tạo thú với cả tạo đầu thì đừng quên comment phím 2 anh em nhá. Đó, đừng quên bình luận phím 2 nếu các bạn muốn Mèo Béo làm chi tiết về hơn về cái tính năng tạo mô hình mini mới này anh em nhá. Ok, thì video kết thúc ở đây thôi. Anh em thấy hay đừng quên để mà like, mà share, mà comment. Đừng quên nhấn vào cái nút đăng ký và cái chuông đăng ký để có thể nhận được những thông báo mới nhận từ Mèo Béo anh em nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.